điều tra đường dây ngư tặc đưa tàu Việt Nam ra nước ngoài đánh bắt cá. Để gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các đơn vị tập trung điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các tổ chức, cá nhân môi giới móc nối cố tình đưa tàu cá Việt Nam ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025, khai thác IUU. Mục tiêu của đề án nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, EC, đồng thời quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững. Theo đề án, đến năm 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá, sơn màu để nhận dạng theo đúng tiêu chuẩn và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, hoạt động thủy sản. Đặc biệt, đề án yêu cầu 100% sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài khi cập cảng biển Việt Nam phải được kiểm tra, giám sát theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng của FAO 2009. Để thực hiện những mục tiêu trên, đề án đưa ra một số biện pháp đáng chú ý như đề xuất thực hiện mô hình mẫu về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác IUU tại 3 cảng cá tại 3 miền, miền Bắc, Hải Phòng, miền Trung, Khánh Hòa, miền Nam, Cà Mau với sự hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật của EC. Thực hiện thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác theo loại phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm nghề cá của từng địa phương. Đồng thời, các địa phương, đơn vị sẽ từ chối cho cập cảng những tàu cá không khai báo trước khi cập cảng, không nộp báo cáo, nhật ký khai thác theo quy định. Đặc biệt, để chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị lập danh sách, khoanh vùng đối tượng để theo dõi, quản lý chặt chẽ, phát hiện kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn, tổ chức đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Bộ Công an và các đơn vị cần tập trung điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các tổ chức, cá nhân, môi giới móc nối, cố tình đưa tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý hoặc do lực lượng chức năng trong nước phát hiện. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá tình hình, thực hiện đề án, báo cáo Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU kết quả thực hiện đề án trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.